Giáo xứ Lời Hà, lịch sử giáo xứ, sơ lược hình thành. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Phêrô Quan Thầy, hòa với niềm vui năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc, Giáo xứ Lời Hà hân hoan mừng kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ. Tất cả là hồng ân. Giáo xứ Lời Hà nhìn lại quá khứ từ những bước chập chững ban đầu đầy gian khó đến hiện tại với biết bao đổi thay, từ hướng tới tương lai vững chắc niềm tin, hy vọng những khoảng trời tươi sáng. Giáo xứ Lời Hà khởi đầu là giáo họp biệt lập, quy tụ một số gia đình từ các nơi khác đến lập nghiệp sau biến cố 1975. Được thành lập vào tháng 12 năm 1975, do linh mục Đa Minh Nguyễn Đính quản nhiệm. Giáo họ chỉ có một nhà nguyện được tu sửa lại vào năm 1977. Đến năm 1979, có thầy sứ Phêrô Vũ Công Bình trực tiếp ở với giáo họ. Năm 1980, giáo họ chính thức có ngôi nhà thờ gỗ. Tuy nhiên, do nhà thờ nằm trong quy hoạch lòng hồ thủy điện Trị An nên phải di rời vào năm 1986, dựng lại ở vị trí hiện nay. Tháng 9 năm 1990, giáo họ Lời Hà được nâng lên thành giáo xứ Lời Hà. Và cùng năm ấy, thầy Phêrô chịu chức linh mục, được bổ nhiệm làm chánh xứ Lời Hà. Năm 1996, cha Đa Minh Vũ Đình Thái quản nhiệm giáo xứ Lời Hà thay cha Phêrô. Tiếp đó đến năm 1999, giáo xứ được quản nhiệm bởi cha Gioan Bautista Phan Kế Sự. Năm 1904, cha Giuse Nguyễn Hóa về quản nhiệm giáo xứ sau 3 tháng quyền chánh xứ. Ngày tháng 11 năm 1906, giáo xứ Lời Hà đón cha Giuse Vũ Văn Trường về nhận chánh xứ đến hôm nay. Xây dựng và phát triển. Lời Hà là một giáo xứ nghèo, được thành lập sau ngày thống nhất đất nước trên vùng đất bị bỏ hoang do chiến tranh. Với số giáo dân ban đầu chỉ hơn 100 người, đa phần sống bằng nghề đánh bắt cá và làm rẫy. Đường giao thông hết sức thô sơ, việc đi lại khó khăn. Khi nhà thờ di rời, nhiều gia đình chuyển nơi khác sinh sống vì mất đất canh tác. Tuy nhiên, với sự cần cù và đức tin mạnh mẽ sẵn có của người Kitô hữu, cộng với sự liên kết trong cộng đoàn giáo xứ, đời sống giáo dân cũng dần đi vào ổn định cả về kinh tế lẫn đời sống đạo. Đặc biệt, từ khi có cha xứ tiên khởi Phêrô, Ngài đã mở đường để tiện cho việc đi lại và thông thương mua bán dễ dàng hơn với thị xã Vĩnh An. Ngài thành lập nghĩa trang giáo xứ, kéo điện Trị An về phục vụ thắp sáng và sản xuất nông nghiệp. Dưới thời cha quản nhiệm Gioan Bautista, nâng cấp trục đường chính, san lấp mặt bằng xung quanh nhà thờ được tương đối rộng như hiện nay. Dưới thời cha quản nhiệm Giuse, chú trọng xây dựng nhà xứ, phòng họp, nhưng cũng chỉ là ngôi nhà cấp 4 thô sơ. Từ những năm 2000, các khu công nghiệp được mở ra nhiều, gần nhất là khu công nghiệp Sông Mây và Bầu Xéo, thu hút nhiều lao động trẻ. Điều này giúp công ăn việc làm của giáo dân trong xứ ổn định rất nhiều, nhất là những gia đình không có hoặc có ít đất canh tác. Đặc biệt, khi hệ thống giao thông từ Lời Hà đi các nơi khác chưa được nhựa hóa, các công ty có xe đưa rước công nhân, thì việc đi lại của các lao động đi làm trong xứ được thuận lợi hơn. Sự kiện này cộng với mùa màng trái cây thuận lợi đã giúp kinh tế các gia đình tăng đáng kể. Từ đó, việc đóng góp vật chất và công sức cho giáo xứ cũng hơn trước. Hoạt động
sinh hoạt mục vụ. Từ ngày thành lập giáo xứ trải qua 7 khóa ban hành giáo, khóa đương nhiệm 40 quý chức, họp mỗi tháng một lần vào thứ bảy cuối tháng. Giáo xứ hiện nay gồm 781 hộ, 2969 giáo dân, chia làm 3 họ: họ Đức Mẹ Fatima, Thánh Agustino, Thánh Gioan. Giáo xứ sinh hoạt với 5 giới, 7 hội đoàn. Mỗi giới đều sinh hoạt riêng hàng tuần, hàng tháng. Mỗi hội đoàn hoạt động theo quy chế riêng, nhưng vẫn không ra ngoài nét chung sinh hoạt giáo xứ. Hiện nay, giáo xứ có 4 ca đoàn xứ, ca đoàn gia trưởng, hiền mẫu và thiếu nhi, phục vụ các thánh lễ trong tuần. Trong xứ có 1 cộng đoàn dòng tu nữ La San tình thương, giúp giáo xứ tập ca hát ca đoàn, dâng hoa, dạy giáo lý. Sự công tác của quý vị làm cho hoạt động nơi giáo xứ thêm phong phú đa dạng. Sinh hoạt xã hội. Hoạt động bác ái xã hội của giáo xứ được đẩy mạnh và đa dạng từ thời cha Giuse Chánh xứ. Với sự khôn khéo, năng động, luôn quan tâm đến các gia đình nghèo, khó khăn, cha đã vận động xây được 27 căn nhà bác ái, hỗ trợ 8 căn nhà thay mái, nâng nền hoặc xây mới. 13 km đường ngõ xóm được mở rộng, phục hồi, san bằng hoặc nới, hoặc mở mới. Các hoạt động trên đều có sự tham gia công tác của 3 khóa ban hành giáo do cha Chánh xứ Giuse lãnh đạo. Ngoài ra còn có chương trình trợ cấp gạo hàng tháng, quà Tết hàng năm cho những gia đình khó khăn, già cả neo đơn, tiếp sức sinh viên, quà thưởng cho học sinh giỏi, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Những điểm sáng này thấy tấm lòng những người nghèo, khích lệ những người trẻ trên đường kiến thức. Cộng đoàn La San tình thương cũng phụ trách 3 lớp học mầm non với hơn 100 cháu, giúp cha mẹ trẻ yên tâm lao động hạt dựng lên từ năm 1980 đến năm 1986 phải di rời đến địa điểm hiện nay. Với thời gian nhà thờ gỗ xuống cấp trầm trọng, cha quản nhiệm Gioan Bautista đã một lần tu sửa nâng cấp bằng gạch và sắt. Năm 2004, cha quản nhiệm Giuse đề ra chương trình tiết kiệm xây dựng nhà Chúa 1 năm 4 lần: Tết Nguyên Đán, lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh và lễ Quan Thầy Giáo xứ. Năm 2006, cha xứ Giuse chính thức quyết định xin di rời và xây dựng nhà thờ mới trên khu đất mới rộng hơn 1,8 hecta. Cách nhà thờ hiện nay 500 mét theo hướng đông nam. Đất này được cha Phêrô mua và trồng rừng bạch đàn để chuẩn bị xa cho việc di rời nhà thờ. Cha xứ Giuse vận động các hộ chung quanh hiến thêm cho đất vuông. Diện tích hiện nay là 2 mẫu. Kinh phí xây dựng chủ yếu do giáo dân trong xứ đóng góp qua 4 đợt tiết kiệm trong năm và tiền công tác hàng tháng. Mặc dù giáo xứ đã nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài xứ, nhưng với công trình lớn như xây nhà thờ mới tương lai, thì giáo xứ Đại Hà còn cần rất nhiều đến lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Lời cầu nguyện của tất cả mọi người và sự đồng lòng công tác của tất cả cộng đoàn giáo xứ. Nhìn lại 25 năm thành hình và phát triển, giáo xứ Hội Hà chỉ biết dâng lời cảm tạ hồng và Thiên Chúa với biết bao điều kỳ diệu, cảm tạ các đức giám mục đã phần tôn lộc, đã khai sinh và nuôi dưỡng giáo xứ, cảm tạ quý cha Chánh xứ, quý cha quản nhiệm đã xây dựng lại và phát triển, cảm tạ quý ân nhân đã giúp đỡ bằng nhiều cách để giáo xứ được tươi đẹp hơn. Ngoảnh nhìn những bước ta đi, hồng ân Thiên Chúa diệu kỳ biết bao, tri ân lời nói ngọt ngào, lời hà ngân sánh dạt dào niềm vui. Một lần nữa, giáo xứ của chúng con xin hân hoan được đón tiếp Đức cha Phó Giám mục Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn tổng đại diện về tham dự thánh lễ mừng ngân khánh của giáo xứ Lợi Hà chúng con. Thank you.
Ban hành giáo để báo cáo với Đức Cha và Đức Ông về những thay đổi của giáo xứ trong gần một năm qua. Thứ nhất, sinh hoạt mục vụ. Mọi sinh hoạt vẫn như cũ, chỉ có tăng số gia đình và giáo dân. Hiện nay giáo xứ có 781 gia đình với 2.969 nhân khẩu. Như vậy đã tăng 41 gia đình và 90 giáo dân, trong đó có 11 tân tầm. Phần thứ hai là chương trình xây dựng nhà thờ mới. Giấy phép chúng tôi đang chờ quyết định giao đất. Tuy nhiên, việc này đã bị đình lại qua năm 2016 vì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dành ưu tiên quỹ đất tôn giáo cho trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của giáo phận Xuân Lộc. Về tài chính, tính từ ngày 13 tháng 8, tức là ngày Đức Cha về ban phép sinh sức, tổng thu từ nguồn vận động ân nhân và đóng góp của giáo xứ là hơn 2.5 tỷ. Về tổng chi là gần 2.4 tỷ, trong đó đã xây dựng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm tại đất nhà thờ mới và mua thêm một xe cuốc lớn phục vụ cho việc xây nhà thờ sau này. Tổng quỹ đã vận động tính từ năm 2006, tức là ngày cha xứ con về nhận xứ, là gần 11 tỷ. Số quỹ hiện nay còn là gần 139 triệu. Trọng kính Đức Cha Phó Giuse, Đức Ông Vinh Sơn tổng đại diện. Việc xây dựng nhà thờ mới là điều mong ước và chờ đợi rất lâu của cha xứ và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Tuy nhiên, vì lợi ích của một công trình lớn và quan trọng hơn là trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của giáo phận, giấy phép của chúng con sẽ phải lưu lại một năm nữa. Xin Đức Cha và Đức Ông tổng đại diện thêm lời cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin Đức Cha và Đức Ông một điều. Trong lời huấn từ sau thánh lễ, xin Đức Cha nói rõ về nguyên nhân này để giáo dân chúng con được hiểu và chấp nhận. Chúng con xin được cảm ơn Đức Cha Phó, cảm ơn Đức Ông Vinh Sơn tổng đại diện và xin Đức Cha có thêm lời chỉ dạy cho chúng con. Tôi xin có vài lời lúc đầu thôi, sau tôi sẽ xin Đức Ông tổng đại diện có lời với ban hành giáo. Vì Đức Ông là người đồng hành với giáo xứ ngay những giây phút đầu, từ trước đến giờ Đức Ông đi chạy qua tất cả, nên Đức Ông có những lời với ban hành giáo. Tôi thì sẽ nói lên một lời là tôi hết sức vui mừng đến đây thăm giáo xứ lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 25 năm giáo xứ. Và những người đầu tiên tôi được gặp là quý chức trong hành giáo. Tôi gặp được quý chức là tôi vui mừng lắm, là bởi vì nhìn đây là những người cộng tác của mình, cùng với cha chánh xứ
chân ở nơi này. Nhưng tôi nói những cái lời vui mừng của tôi, và tôi xin hết lòng cảm ơn thay mặt Đức Chân Chính Lâm Liên và Đức Ông Thầy Diệu, xin hết lòng cảm ơn tất cả quý chức, tất cả những nỗ lực dấn thân, nhiều hy sinh quý chức đã làm trong những năm tháng vừa qua bệnh tật, nhất là cái năm vừa rồi tôi đi tôi đến để trước đến hôm nay, biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu thao thức cố gắng quý chức đã cùng nhau công tác và công tác với cha chánh xứ để cho giáo xứ này tôi thấy đến đây có một mặt mới khác hết lần trước. Đó là vài tâm tình tôi xin được cả bày tỏ với tất cả quý chức bây giờ xin được không có những lời hiểu tâm tình với trẻ chiến sĩ quý chức. Trước tiên hôm nay tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để tham cùng với đức cha đến với giáo xứ, vì đây là 3 tháng 1 là ngày lễ rồi, ngày kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ kết hợp với lại vấn đề thêm sức, cho nên với nhiều lý do đó và nhất là cái hồng ân 25 năm thành lập, trải qua bao nhiêu thăng trầm của giáo xứ Lợi Hà, ngay khi tôi chưa được tham gia vào công tác chung thì giáo thân đã có dịp mon men đến bờ hồ của Trị An này để thấy được những cái khó khăn của bước bắt đầu nơi giáo xứ, và càng lúc với tình yêu thương của Chúa, dù rằng đầy khó khăn nhưng đã từng bước đi lên để hôm nay có được những cơ ngơi và những nỗ lực cho hiện tại và tương lai, nhất là công cuộc xây dựng nhà thờ là được cha xứ cho tôi được đồng hành với Ngài trong một vài khía cạnh quan hệ với nhà nước. Và khi được báo cáo về sự việc này thì chúng tôi cũng đã mong muốn được có dịp để mà chia sẻ với cha xứ và quý chức về cái thực trạng là giáo xứ thì đã cố gắng nhiều năm, mong mỏi rất lâu để có được cái mặt bằng hay là có được cái chủ trương của nhà nước để cho xây dựng cơ sở mới, nhưng mà hôm nay thì lại xem ra là phải chờ thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên đó là cái điểm đau xót, chúng tôi cũng cần thấy là cần phải nói với tổng đoàn, thì quý lễ đức cha cũng có thể chia sẻ với tổng đoàn một cái thực tế rằng bây giờ đây với cha xứ và quý chức thì chúng tôi cũng xin thưa một cái rất chân tình rằng chính đức cha và chúng tôi cũng hết sức là ngạc nhiên và không đồng tình với cái đối giải quyết như vậy. Tức là nhà nước ngày 31 tháng 3 năm 2014 với những cái quá trình của một trung tâm sinh hoạt giáo phận là một cái nhu cầu cần thiết, chính nhà nước đã xác nhận điều đó và họ đã từ chối cái diện tích mà bao nhiêu năm đức cha và giám mục đã liên hệ để có thể có được một cái mặt bằng xây dựng cái trung tâm đó. Nhưng cuối cùng thì họ đã trả lời là chỗ đó nó thuộc về vành đai quốc phòng, cứ xin ra cho nên không thể chấp nhận được, và họ đề nghị là phải trong mục giới thiệu địa điểm mới. Thì cái này nó hơi dài, quý vị có thể đọc ở trong cái bài về đường lên núi Cuối của chúng tôi có trình bày trong đó một phần. Nhờ sang đến cái trung tâm này thì ngày 31 tháng 3 năm 2014 là nhà nước đã cho chấp thuận cái chủ trương là cho giáo phận được xây dựng cái trung tâm là phục vụ hành hương tại núi Cúi, Gia Tân 1, huyện Trảng Bom. Và họ cũng cho biết rằng sẽ khi có được cái chủ trương đó thì đồng thời cũng sẽ là giao đất luôn để mà rồi có thể tiến hành xây dựng. Nhưng mà thực tế cho đến ngày 26 tháng 9 này thì họ không làm được cái chuyện đó. Cái lý do thâm sâu như thế nào thì không biết, nhưng mà cái lý do họ trả lời cho tòa giám mục đó là vì cái quỹ đất tôn giáo là không là đã được, vì người ta đi từ 20 năm là cái quỹ đất từ 2000
đến 2020 thì 20 năm và chia thành 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 5 năm. Cho nên ngay từ năm 2000 thì tỉnh đã phải báo cáo cho Trung ương cái quỹ đất của tỉnh Đồng Nai. Thì lúc đó chưa có cái quyết định chấp thuận, cho nên người ta chưa đưa cái quỹ đất của tòa giám mục, đất của tòa giám mục đề xuất vào trong cái kế hoạch của người ta. Cho nên đến khi bây giờ họ chấp thuận trong cái núi cuối thì nó chưa nằm ở trong cái quỹ đất kế hoạch mà tỉnh đã đề xuất với lại chính phủ. Bây giờ nhà nước tỉnh dưới sự tác động của nhiều cơ quan từ trung ương trở xuống thì người ta chấp thuận cho cái trung tâm xây dựng trung tâm, nhưng mà quỹ đất không có. Và vì thế theo như các cơ quan chức năng thông báo thì tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành trong tỉnh đã có một cái sáng tạo là vẫn dùng cái quỹ đất được chấp thuận để trao cho tòa giám mục xây dựng là một cái yêu cầu cấp thiết, rồi những cái phần khác thì sẽ được giải quyết trong năm 2016. Trong đó thì chúng tôi có đọc vào trong cái bản là giao đất đó thì có cái phần đất của Lợi Hà. Chúng tôi biết ngay không những là của Lợi Hà mà của nhìn là 7 cái đơn vị khác nữa. Chúng tôi thấy đó là rồi em cắm thành bàn nó cũng không được đấy. Nhưng mà bây giờ người ta đã muốn như vậy thì mình làm cách nào khác hơn được. Nếu không thì mất cả chì lẫn chả, mất cả hai. Cho nên chúng tôi cũng đã có gặp với lại nơi có cái đất đó để chúng ta hiểu cái vấn đề và không để cái vấn đề này nó làm cho nội bộ chúng ta lại thấy rằng nó mất cái tình nghĩa thân nhân. Nên đó cũng là một cơ hội mà tôi muốn đến với cha xứ và với anh em. Nếu có điều kiện là quả thật là được cha thương và quý vị đề xuất thì cũng có điều kiện để chúng ta giải quyết. Đây không phải là cái đề xuất của cả, nhưng mà do một cái ý của các cơ quan chính quyền người ta mượn đầu heo nấu cháo, nếu có thể nói như một cái đơn giản như vậy, xin quý vị hiểu cho. Rồi dĩ nhiên là trước đây chúng tôi đã có trách nhiệm và đã tham gia với cái đất của Lợi Hà này và sẽ càng có lý do để mà tham gia trong tương lai hơn nữa, sớm có thể có được cái giải quyết hợp lý và mong chóng cho các sinh viên. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy trong đồng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời, phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng bảo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
để con đem ân huệ Chúa Trời. Tình ngàn như tháng ngàn phiêu nguyên pháp, tình ngàn như suối đẹp phiêu mênh mông. 25 năm hồng ân, tình Chúa diễn tạo đà lũ. Ôi tình Chúa chan chan muôn trùng, Chúa chan muôn trùng con, đây gì mà ta ơn mà dâng lên. Ngày nay nhé con xin dâng Chúa, con xin dâng Chúa như tấm lòng con, như chủ tình con. Xin cảm ta ơn này, xin cảm ta ơn Chúa. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cha chánh xứ, quý sĩ, quý tu sĩ nam nữ, quý chức trong ban hành giáo và tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em, con cái của giáo xứ Lạy Hà, chúng ta vô cùng hân hoan tụ họp nhau nơi đây trong ngôi thánh đường này, là chung của chúng ta và cũng là nhà chung của Chúa, để chúng ta dâng thánh lễ mừng thánh quan thầy Phêrô. Và tham dự thánh lễ hôm nay, 38 em con em của chúng ta sẽ được lãnh nhận lãnh Chúa vào mình lần đầu tiên trong cuộc đời của các em. Đặc biệt hôm nay giáo xứ chúng ta mừng kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Cộng đoàn Gia đình của Chúa. Niềm hân hoan vui mừng của chúng ta được tăng lên gấp bội vì có sự hiện diện của Đức ông Tổng đại diện cha quản hạt, nhiều quý cha trong hạt cũng như quý cha ở các ngoài giáo hạt Xuân Lộc cũng như ngoài giáo phận Xuân Lộc của chúng ta. Đặc biệt chúng ta còn có sự hiện diện của Đức cha Phêrô thân yêu của chúng ta hôm nay. Các ngài có mặt ở đây để tham dự vào niềm vui của giáo xứ của chúng ta, để cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện với chúng ta nhân dịp hết sức đặc biệt này mà người ta gọi là ba trong một. Cho nên niềm vui hết sức là sâu đậm và hết sức là trào dâng lên cao. Chúng ta cảm tạ Chúa nhân dịp này. Và chúng ta thì nói đến 25 năm thành lập giáo xứ,
Đó là một hành trình cũng dài, có nhiều bàn tay, nhiều hy sinh, nhiều đóng góp của rất nhiều người, các vị chủ chăn và tất cả các giáo dân, những vị còn sống, những vị đã qua đời. Chúng ta cảm tạ Chúa vì sự đóng góp của tất cả các ngài và cầu nguyện cho những vị đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa, và cầu nguyện cho những ngày tháng trong sắp tới này để cho giáo xứ của chúng ta sớm được thấy có một ngôi nhà thờ tươi rộng rãi, sáng sủa hơn, và nhất là để cho công đoàn giáo xứ của chúng ta mỗi ngày mới được tăng tiến thêm trong đức tin và trong tình thương yêu hiệp nhất. Chúng ta nhớ đến tất cả những người của giáo xứ của chúng ta vắng mặt, nhất là các cụ già, những người đau ốm bệnh tật, những gia đình đang gặp khó khăn về nhiều khía cạnh. Và chúng ta dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa với lòng tin tưởng. Và bây giờ để chuẩn bị tâm hồn chúng ta dâng thánh lễ này một cách xứng đáng, chúng ta thành tâm thống hối xin Chúa thứ tha cho chúng ta mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót chúng ta đã vấp phạm đến Chúa. Xin Đức Mẹ là lưu nhung đáo của các kẻ có tội cầu bầu cho chúng ta ơn tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều theo sau. Lỗi tại tôi người nhận. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa quyền trói buộc và thao còi cho thánh Phêrô,
khi giao cho thánh nhân chìa khóa nước trời. Xin nhắm lời người chuyến cầu mà giải thoát chúng con khỏi xích xiềng tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc một trích sách Huấn Ca giới thiệu cho chúng ta một Thiên Chúa luôn luôn quan phòng và dẫn dắt dân người. Bài trích sách Đức Huấn Ca: Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa Vũ Trụ, đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta phấn khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ, và đã đối xử với chúng ta theo lòng từ bi của Người. Nguyện xin Người ban cho chúng ta niềm hân hoan tâm hồn, và cho đời sống chúng ta ở Israel được an bình đến muôn đời. Israel tin tưởng rằng lòng từ bi của Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để Người giải thoát chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là nơi Chúa. Nhân danh Đức Giêsu để ban tặng niềm vui và ơn cứu độ cho dân người. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là cửa hẹp để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh và ông Phêrô nói: Anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bây giờ ông Phêrô nói: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm lấy chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa, và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc, sững sờ về việc mới xảy đến cho anh.
đó là lời Chúa. Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông John Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Chúng ta vừa nghe các bài đọc sách thánh và đặc biệt và sách tin mừng thánh Matthew. Trong đó Chúa hỏi các môn đệ của Chúa: vậy các con nói thầy là ai? Thầy là ai đối với các con? Chúng ta nghe đoạn sách thánh này trong phục vụ, có nghĩa là Chúa nói những lời đó cho chúng ta. Chúng ta không chỉ nghe một sự kiện đã xảy ra 2000 năm trước đây, nhưng mà là một lời nói hôm nay, lúc này cho chính chúng ta và Chúa hỏi chúng ta: vậy các con nói thầy là ai đối với các con? Và điều này hôm nay Chúa muốn nói đặc biệt với con cái của giáo sư Lê Hà: các con, thầy là ai đối với các con? Thế thì chúng ta được mời gọi trả lời lại cho Chúa, cũng như thánh Phêrô đã trả lời 2000 năm trước này: thưa thầy là Đấng Kitô, thầy là con Thiên Chúa hàng sống. Đấng Kitô Christos có nghĩa là Đấng Kitô, Đấng cứu thế đã được Thiên Chúa Cha hứa từ thuở đời đời, vừa khi ông bà tổ tiên của nhân loại phạm tội, Chúa hứa một Đấng cứu thế. Và khi thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng cứu thế, là Đấng cứu thế đó, là Đấng đã được hứa từ thuở đời đời. Và Đấng cứu thế đó không phải là chỉ là một siêu nhân, một người tốt lành, mà là con Thiên Chúa hàng sống, Thiên Chúa xuống để cứu độ chúng ta. Và xuống không phải dưới hình ảnh một con người, nhưng xuống trở thành một con người, sống kiếp phàm của mọi người, nói lên tình thương yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và chính thường thương yêu đó là nguồn hy vọng, là sức sống
là ơn cứu độ của nhân loại. Chúng ta nghe trong các chuyện thần tiên thì nói cái chuyện hoàng tử thương một cô bé nhỏ leo, cưới cô bé nhỏ leo làm vợ của mình. Thế thì chúng ta nói là hoàng tử thương cô bé này quá sức đi. Nhưng mà cô bé này khi được hoàng tử cưới thì cô bé được vào trong cung điện ở. Cho nên tình yêu của hoàng tử mạnh thật, nhưng mà chưa nói lên được cái sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Bây giờ phải giả sử lại, hoàng tử yêu cô bé gọi lèm đó, và hoàng tử bỏ cung điện ra cái túp lều ở với cô bé gọi lèm đó, sống trong cái giới hạn của một cô bé rất nghèo, hèn, không có sắc đẹp. Và hoàng tử chấp nhận sống như vậy để nói lên một phần nào tình yêu của Thiên Chúa thương yêu loài người, cho nên đã xuống để sống như một con người, để từ đó từ từ biến đổi con người và đưa con người trở thành con Thiên Chúa, sẽ được hưởng phúc thiên đàng mai sau. Nhưng mà đó là cái tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta được mời gọi để lặp lại như Thánh Phêrô lời tuyên xưng đức tin của Ngài: Thầy là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa làm sống. Và chúng ta còn được mời gọi đi tiếp, đó là khám phá ra thực sự Chúa Giêsu là một kho tàng, là viên bí ngọc, sẵn sàng bỏ tất cả vì Chúa. Có Chúa là đủ rồi, có Chúa là hạnh phúc rồi. Tình yêu của Chúa đủ, không những đủ mà cái này còn dư nữa, làm cho con tim của chúng ta được hạnh phúc, được đầy ắp. Có Chúa là sao? Như Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi tín hữu Philippi: những gì trước kia tôi cho là lợi lộc thì hôm nay tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi còn cho tất cả là rác rưởi, đứng trước sự cao trọng là được biết Chúa Giêsu Kitô là Chúa của tôi. Mà vì người, tôi đã chấp nhận bỏ tất cả để giữ được tình yêu của người. Và chúng ta nói là đó là Thánh Phaolô. Chúng ta làm sao? Thưa Thánh Phaolô là bức ngọc trong suốt hành trình lịch sử của nhân loại, của giáo hội. Có biết bao nhiêu người đã sống cho Thánh Phaolô? Năm ngoái tôi đi thăm bệnh viện Thánh Tâm, và hôm nay chúng tôi gọi là bệnh viện đa khoa thứ nhất. Tôi vào thăm một căn phòng có 5 người bệnh nằm ở đó, trong đó có 4 người là công giáo và một anh thanh niên là Phật tử. Thì trong số 4 người công giáo đó thì có một ông mới vào bị gãy chân, mấy hôm trước đi lễ đi sớm cho nên bị xe cán gãy mất chân, và mới đi vào và được đưa vào nằm trong bệnh viện ở căn phòng đó. Cũng tình cờ thôi, tôi không biết đâu đó. Khi tôi vào tôi thăm hỏi thì tất cả mọi người hết sức là vui mừng. Không phải chỉ có 4 người công giáo mà cả anh thanh niên Phật tử cũng hết sức vui mừng. Rồi sau đó tôi tặng một cỗ tràng hạt nho nhỏ, và thường bây giờ tôi đi mang cái thương sức và tôi tặng cỗ tràng hạt đó, và hôm nay tôi cũng sẽ tặng các em lãnh để được chịu lễ lần đầu. Khi nhận được cỗ tràng hạt đó thì ông bị gãy chân lắm, ông mới hô lên thật to: lạy Chúa, tôi chẳng có cái may nào đó bằng cái may này, nếu con không gãy chân thì làm sao con gặp được Đức Cha, nếu con không gãy chân thì làm sao con được cái cỗ tràng hạt này. Đức Cha cũng là một người thôi, nhưng mà ông mới nhìn Đức Cha không phải là một người thường, mà là người của Chúa, cho nên qua Đức Cha là ông mới gặp được Chúa và nhận được cỗ tràng hạt này đủ thánh thiêng. Về tiền bạc vật chất không đáng giá bao nhiêu, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì vô giá, bởi vì đó là đồng nói về Chúa, nói về Đức Mẹ. Ông ấy đã sống thực sự như Thánh Phaolô đó, gãy chân mà cho là một cái may, chẳng có cái may nào bằng cái may này, nếu con không gãy chân thì làm sao con được những cái này. Thế thì trong cuộc đời rất nhiều người đã không phải chỉ tuyên xưng bằng miệng Thầy là Đấng Kitô, Thầy là con Thiên Chúa, mà thực sự đã sống cái chân lý đó,
Chúa Giêsu không còn phải là một ý tưởng, như là một thực tại trong cuộc sống. Biết được Chúa rồi thì tất cả là phụ thuộc tình yêu của Chúa đổ đầy ắp lòng chúng ta. Mà chúng ta nên trong cuộc đời bình thường, chúng ta cũng đã được thường hay nói câu hai trái tim vàng trong thuốc liều chanh. Cho dù có nghèo hèn cách mấy chân nữa, chỉ có thuốc liều chanh mà hai anh chị mà thương yêu nhau vẫn hạnh phúc như thường. Nhiều người khổ sở ngồi trên vàng, trên bạc vì không có tình yêu. Đó là chỉ nói tình yêu nhân loại hai người với nhau, đó chỉ là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là loài người hèn mọn. Thế hôm nay chúng ta được mời gọi để khám phá ra, mỗi ngày mỗi khám phá hơn ý thực tại Chúa Giêsu thật sự là nguồn hạnh phúc của chúng ta, là kho tàng quý giá của chúng tôi, của chúng ta. Tôi đọc ở trong những lời đã nói về lịch sử của giáo xứ thì tôi thấy thật sự đây là chúng ta đang sống ở trong cái tinh thần đó, và chúng ta được mời gọi để đi tiếp thêm. Tuy nhiên với sự đang nói về những khó khăn của cộng đoàn giáo xứ của chúng ta trong những thời gian đầu, thế thì cha chính xứ là biết, tuy nhiên với sự cần cù và đức tin mạnh mẽ sẵn có của người Kitô hữu cộng với sự liên kết trong cộng đoàn giáo xứ, đời sống giáo dân cũng dần đi vào ổn định cả về kinh tế lẫn đời sống đạo. Nhờ có đức tin, nhờ có sự cần cù, nhờ có sự thương yêu nhau, từ một nhóm người nho nhỏ tăng lên hôm nay là 2.960 người, gần 3.000 người mà sống hạnh phúc với nhau như một cộng đoàn Kitô hữu, một gia đình lớn nhờ có Chúa ở giữa. Chúng ta đã tìm được nơi Chúa Giêsu là nguồn sống, là nguồn hạnh phúc. Xây mới 13 km đường ngõ xóm được mở rộng, phục hồi san bằng hoặc mở lối, các hoạt động trên đều có sự tham gia cộng tác của ba khóa ban hành giáo cho cha chánh xứ Giuse lãnh đạo. Ngoài ra còn có chương trình trợ cấp gạo hàng tháng, quà Tết hàng năm cho những gia đình khó khăn, già cả neo đơn, tiếp sức sinh viên, quà thưởng cho các học sinh giỏi, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Những điểm sáng này thêm ấm lòng làm lại thêm ấm lòng những người nghèo, khích lệ những người trẻ trên đường kiến thức. Cộng đoàn La San tình thương của phụ cũng được phụ trách 3 lớp học mầm non với hơn 100 cháu, giúp các cha mẹ trẻ yên tâm lao động. Tất cả là vì có Chúa Giêsu là nguồn sống của chúng ta, của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và tất cả cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Và chúng ta được mời gọi mở lòng ra để đem tình yêu của Chúa cho nhau và cùng nhau mở lòng, mở gia đình, mở cộng đoàn giáo xứ để đem tình yêu, chia sẻ niềm vui tình yêu của Chúa cho những anh chị em chưa biết Chúa. Họ cũng là con cái Chúa, cũng là anh chị em với chúng ta, chỉ có điều là họ chưa khám phá ra, chưa nhận ra. Vì vậy hôm nay mừng kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ và mừng lễ Thánh Vân Thầy Phêrô, chúng ta được mời gọi một đàn xác nhận lại đức tin của chúng ta và Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta, và mở lòng mình ra để chia sẻ niềm vui của đức tin chúng ta trước tiên lẫn cho nhau, rồi sau cùng nhau chia sẻ niềm vui đức tin đó cho những anh chị em chưa biết Chúa. Và điều này cha muốn nói đặc biệt với chúng con, 38 chúng con hôm nay sẽ được lãnh Chúa Giêsu vào gặp chúng con lần đầu tiên. Chúng con sẽ là những chứng nhân tình yêu của Chúa, đem niềm vui của Chúa cho các bạn bè của chúng con, cho cha mẹ ông bà trong gia đình và cho mọi người trong giáo xứ cũng như tất cả mọi người chúng con gặp trên đường. Amen. Chúng ta cùng nhau tin xưng đức tin của chúng ta cũng là đức tin và Thánh Phêrô đã tuyên xưng và giáo hội đã tuyên xưng khắp bao nhiêu thế hệ. Tôi tin kính một Thiên Chúa Thiên Chúa thật, ơi Thiên Chúa thật,
sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ra tiên tri mà thanh dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền tông giáo và tông truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, mừng lễ Thánh Phêrô bổn mạng và 25 năm thành lập giáo xứ, chúng ta cảm nhận tình thương bao la của Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cộng đoàn giáo xứ suốt 25 năm qua. Trong tâm tình hân hoan, tri ân và cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúa hỏi Phêrô, con có yêu mến ta hơn những người này không? Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu có lòng bên Chúa yêu người như Thánh Phêrô, luôn trung thành tuyên xưng đức tin, sống đạo và hăng say hoạt động tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu. Xin Chúa cho từng người trong giáo xứ chúng ta biết nhận ra ân ban của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời mình và quang đại dân tâm cùng của Thiên Chúa và anh em đồng loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi. Xin Chúa Cha công bội hầu cho quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ân nhân xa gần, người còn sống cũng như người đã qua đời, đã quang đại góp công xây dựng giáo xứ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa toàn năng, xin thương đoái nhận những ước nguyện chúng con dâng lên Chúa trong ngày lễ trọng đại này. Chúng con xin Chúa giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu nhân hậu của Chúa để trở nên chứng nhân của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây là phần phụng vụ thánh thể. Đặt trong dĩa thánh và chén thánh hôm nay là tấm bánh và rượu nồng kết dệt từ bao yêu thương phục vụ, hòa trong cả kiếp sống vừa cao cả vừa nhiều khổ lụy của mỗi chúng ta. Xin cho cuộc đời mỗi chúng ta được dâng lên Cha trong hy lễ thánh giá hôm nay, đưa chúng ta vào sự kết hiệp mật thiết với mầu nhiệm thánh thể, để đời ta nên dấu chứng tình yêu Giêsu giữa đời, thành viên đá xây dựng hội thánh, thành tấm bánh Giêsu bẻ ra, nuôi lớn gia đình và mọi người trong niềm vui và hy vọng vĩnh hằng. Xin dâng lên ba ngôi
chị em hãy cầu nguyện để y lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ hỏi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lễ hội cho chúng ta cùng đoàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa nhờ ơn Chúa mà khải thánh Phêrô đã long trọng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa hằng sống và Đức Giêsu là Con Một dấu yêu. Cùng chính nhờ ơn Chúa mà thánh nhân được vinh dự hy sinh tinh mạng để làm chứng cho thầy mình. Nay chúng con đang tưởng niệm vị chứng nhân anh dũng. Xin Chúa thương chấp nhận của lễ chúng con dâng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các thánh tông đồ, Chúa luôn che chở giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân danh con Chúa coi sóc đoàn chiên. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quán thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thế đức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây
ta mầu nhiệm đức tin. Sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con đi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ lên một đời Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con, các Đức Giám Mục Phêrô và Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân của giáo xứ Lợi Hà chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho e thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vào trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta giam nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sang lối trí cho thể hiện rơi đất không nhớ trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương cầu sự giữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng mang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Băng qua sa mạc về miền đất hứa,
và giờ này tay trong tay đoàn dân Chúa khắp nơi về đây cùng chung tiếng hát ca mừng vui cảm tạ tình Chúa tri ân tình người. 25 năm một chặng đường đức tin ta đã đi qua cho hôm nay từng nhịp đập trái tim hòa chung tiếng ca. Lạy Chúa, trong ngày tưởng niệm Thánh Phêrô tông đồ, Chúa đã cho chúng con tham dự bàn tiệc thánh, đem lại ơn cứu độ. Xin cho chúng con hết tình gắn bó với con một Chúa, vì chỉ mình Người mới có những lời ban sự sống, và cùng chính Người sẽ dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Người hằng sống và hiên chi muôn đời. Giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha Giuse tiến ra ghế danh dự. Xin kính mời Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha và Cộng đoàn an toàn. Vì đại diện ban hành giáo có đôi lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Giuse giám mục phó giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Phêrô nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, Đức Ông Vinh Sơn tổng đại diện, Quý Cha quản hạt, Quý Cha bề trên, Quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức ban hành giáo, Quý ân nhân, Quý khách và cộng đoàn giáo xứ. Hôm nay chúng con hân hoan tổ chức lễ mừng kính Thánh Phêrô quan thầy và tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Lời Hà, kết hợp với 38 em thiếu nhi rước lễ lần đầu. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con xin tưởng nhớ đến Đức Cố Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã thương nâng Lời Hà chúng con lên hàng giáo xứ năm 1990. Chúng con xin gửi lời kính thăm, chúc sức khỏe và tri ân Đức Cha Chánh Đa Minh đã luôn thương cầu nguyện, nâng đỡ giáo xứ Lời Hà trên đường phát triển. Hôm nay, Đức Cha còn thương cho phép chúng con được tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô quan thầy và tạ ơn ngân khánh giáo xứ. Trọng kính Đức Cha Phó Giuse, chúng con vui mừng được Đức Cha thương nhận lời chủ tế thánh lễ tạ ơn ngân khánh giáo xứ Lời Hà. Hơn thế nữa, Đức Cha còn ban cho chúng con những lời giáo huấn đạo đức, lời khuyên bảo chí tình. Những lời khích lệ của Đức Cha trong bài giảng sẽ là nguồn động viên để giáo xứ chúng con luôn cố gắng để được phát triển hơn nữa trong tin yêu và cậy trông vào Thiên Chúa. Chúng con xin ghi nhận và tri ân. Chúng con xin tri ân Đức Cha Phêrô dù tuổi cao vẫn dành thời gian đến cùng đồng tế dâng lời cầu nguyện cho chúng con. Kính thưa Đức Ông Vinh Sơn tổng đại diện, Quý Cha quản hạt, Quý Cha bề trên và Quý Cha đồng tế, 25 năm phát triển của giáo xứ Lời Hà, chúng con luôn nhớ đến công ơn của Đức Ông và Quý Cha. Chúng con vui mừng vì luôn được sự quan tâm, giúp đỡ đầy thương mến. Sự hiện diện với gần 60 cha hôm nay đã nói lên tất cả. Trong tâm tình tri ân Đức Ông và Quý Cha, chúng con xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cha Chánh Sứ Tiên Khởi Phêrô, hiện là Cha Chánh Sứ Dầu Dây.
Đã vâng lệnh Đức Giám mục Phaolô Maria nhận sứ lời hà để chúng con được nâng lên hàng giáo sứ. Tri ân quý cha quản nhiệm đã chăm sóc và giúp đỡ chúng con trong đời sống đạo đức, xây dựng thêm cơ sở vật chất để ổn định sinh hoạt mục vụ. Con xin dành vài phút để nói lời tri ân cách riêng với cha Giuse chánh sứ hiện nay của chúng con. 9 năm có sự hiện diện của cha, bộ mặt giáo sứ Lợi Hà thay đổi rõ rệt, sinh hoạt các giới ổn định và đạo đức hơn, ban hành giáo chuyên nghiệp hơn, những công trình xây dựng vượt quá ước mơ, những căn nhà bác ái cho người nghèo, những con đường mòn trong xóm ngõ được mở rộng thông thương dễ dàng. Đặc biệt, chương trình di dời và xây mới nhà thờ khiến cha mất nhiều công sức. Ước mong cha luôn ở với chúng con để giúp giáo xứ được phát triển tốt đẹp. Lễ mừng ngân khánh giáo xứ hôm nay, cha đã mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn bằng tuần đạo đức gồm tĩnh tâm, cung nghinh thánh thể, hành hương nhà thờ giáo hạt và thánh lễ tạ ơn. Chúng con tin rằng với tuần lễ đạo đức đó, ngày hôm nay Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ của chúng con được một tổ chức tốt đẹp, thời tiết cũng rất tốt đẹp, và quý cha, các khách mời đã đến tham gia cũng rất là đông, tạo nên một thánh lễ hết sức là long trọng và đầy thương mến. Chúng con xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ đã hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Cách riêng cảm ơn quý vị cộng đoàn La San Lợi Hà với 15 năm hiện diện giúp đỡ cho giáo xứ nhiều mặt, nhất là nhà trẻ tình thương giúp các gia đình trẻ yên tâm lao động. Chúng con cũng ghi nhận sự hiện diện của quý vị bề trên dòng mẹ nữ La San trong thánh lễ hôm nay. Kính thưa quý khách, thật vui mừng được đón tiếp quý vị tại nhà thờ giáo xứ. Xin cảm ơn quý chức ban hành giáo, các giáo xứ bạn thân thiết, quý khách thân thương đã luôn thể hiện tình cảm gắn bó, yêu thương và giúp đỡ giáo xứ chúng tôi. Cách riêng xin tri ân quý ân nhân trong và ngoài giáo xứ đã giúp đỡ giáo xứ bằng nhiều cách, đặc biệt là đóng góp cho công trình xây dựng nhà thờ mới. Đó chính là những tài sản quý giá, không bao giờ mối mọt hư nát. Chúa sẽ không quên lòng độ lượng của quý vị. Trong tâm tình biết ơn, chúng con nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Phêrô quan thầy, thông ban nhiều ơn lành trên Đức Cha Chánh Đa Minh, Đức Cha Phó Giuse, Đức Cha Phêrô, Đức ông Tổng đại diện cùng quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách. Kính xin quý Đức Cha, Đức ông, quý cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chúng con, cách riêng là cho công trình xây dựng nhà thờ mới. Chúng con có 4 lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng con thảo. Chúng con kính dâng lên Đức Cha Phó Giuse, chúc mừng Đức Cha được Tòa Thánh đặt lên địa vị hiện nay. Chúng con kính dâng lên Đức Cha Phêrô, chúc mừng quan thầy của Đức Cha. Chúng con kính dâng lên Đức ông Vinh Sơn Tổng đại diện, chúc mừng 47 năm tiến chức linh mục. Chúng con kính dâng Cha Phêrô Chánh sứ Dầu Dây, nguyên Chánh sứ Tiên Khởi, Giáo sứ Lợi Hà, chúc mừng quan thầy và ngân khánh linh mục. Kính xin quý Đức Cha, Đức ông và Cha Phêrô vui nhận. Mời Đức Cha Giuse có đôi lời với cộng đoàn trong ngày trọng đại này. Trong ngày hết sức vui mừng của giáo xứ Lợi Hà hôm nay, thì chắc chắn tất cả Đức Cha, Đức ông, quý cha có mặt ở đây và quý khách
ai cũng có muốn có lời chúc mừng, mà thôi thời gian nó có hạn nên giờ tôi xin là trước tiên hết xin Đức Cha Phêrô và sau đó ông Tổng Đại diện Liên Sơn, Cha Cựu Chánh Xứ và Cha Chánh Xứ Thiên Hải. Bây giờ là cho tôi Chánh Xứ đủ dây, mỗi vị có đôi lời ngắn ngắn. Sau đó tôi có cái lời ngắn đặc biệt là cho các em nhiệm vụ lễ nhập đạo hôm nay. Vậy thì chắc cũng không thời dài đâu, mà có một đôi tâm tình thế nào ai cũng muốn lời gửi gắm một chút. Con kính mời Đức Cha Phêrô có ít lời. Có một hai lời chứ không có dài lời đâu. Khi về đây lần này là lần thứ hai và hôm nay được tham dự cái thánh lễ Thánh Phêrô của Ma cũng là mừng kỷ niệm 25 năm. Tôi thấy cái bài giảng của Đức Cha Giuse đã nói lên cái tâm tình của cha xứ cũng như là tất cả các anh chị em. Chính vì nhận ra Chúa Giêsu Kitô là Đức Kitô Đấng Cứu Thế, là con của Thiên Chúa, vì yêu thương chúng ta đã đến đây để cứu chuộc chúng ta. Và giáo xứ Lợi Hà này đã nhận Thánh Phêrô làm quan thầy nên cũng bắt chước Thánh Phêrô, lại thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Vì yêu mến Chúa Giêsu, mặc dầu 25 năm gian khó, chúng ta chưa có nhà thờ chính thức với nhà thờ tạm này, nhưng với những cái công trình mà chúng ta đã đạt được thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã vượt khó rất nhiều. Và những cái khó khăn cuối cùng này để xây dựng nhà thờ, để xây dựng một giáo xứ nữa, chúng ta cũng sẽ vượt qua, bởi vì tin vào Chúa Giêsu Kitô, yêu thương Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh chị em thành công. Cùng với hai đức cha, chúng con rất mong nghĩ được tham dự cái thánh lễ mừng ngân thánh thành lập giáo xứ. Chúng con biết rằng để thành lập giáo xứ không phải tự nhiên mà nó thành cái giáo xứ này, mà trước đó biết bao nhiêu những công sức của quý cha, của những vị ân nhân, của những các vị tiền bối đã làm nên giáo xứ Lợi Hà này. Từ những ngày chúng ta có kích những cái túp lều, từ cái ngày mà chúng ta đã có một cái nhà nguyện ở bên dòng sông Đồng Nai, mà hôm nay nó đã nằm xuống mặt hồ Trị An, tất cả đều đã là một nỗ lực khởi đầu cho cái hình thành giáo xứ Lợi Hà để hôm nay chúng ta có 25 năm. Và đặc biệt trong nỗ lực xây dựng giáo xứ, chúng còn được biết những nỗ lực của các linh mục, của các vị tiền nhiệm, của các vị ân nhân đã xây dựng những đền thờ tâm hồn mà 38 em được rước lễ lần đầu hôm nay là một biểu hiện sống động cụ thể trong cái thời điểm này. Vì quả thật giáo hội của Chúa Kitô ngay từ đầu không liên hệ tới cái cơ sở vật chất mà là kiến tạo đền thờ tâm hồn. Cho dù hôm nay giáo xứ Lợi Hà đang kỳ vọng một nhà thờ mới khang trang và tốt đẹp hơn, là gặp một trở ngại chưa thể trao đất cho anh chị em để xây dựng nhà thờ, một cái trở ngại ngoài ý muốn của tòa giám mục, của giáo phận. Chúng ta biết đón nhận thực tế ấy như là một sự an bài kỳ diệu của Chúa mà có thể hôm nay chúng ta chưa hiểu, nhưng chắc chắn điều mà Chúa vẫn kỳ vọng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Lợi Hà này là Chúa muốn chúng ta không chỉ củng cố đức tin cho những người đã tin, mà còn hướng tới
những anh chị em đang cùng sống với chúng ta hôm nay. Như bài giảng của Đức Cha Giuse, họ đã là những anh chị em của chúng ta, nhưng họ chưa biết Chúa là cha của chúng ta. Đến lượt chúng ta, bằng đời sống và tất cả mọi phương thức tiếp cận, chúng ta giới thiệu cho những anh chị em đó tình yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa là cha tất cả mọi người. Xin chúc mừng cha xứ, ban hình giáo và tất cả quý anh chị em. Thành cũng xin chúc mừng giáo xứ Lệ Hà. Con được bao nhiêu năm linh mục thì giáo xứ Lệ Hà được bấy nhiêu năm thành lập, và xin chúc mừng tất cả. Bây giờ tôi cũng xin viết lời ngắn thôi. Trước tiên là tôi xin được đại diện cho Đức Cha chính là mình cùng với đường tổng đại diện cảm ơn tất cả cộng đoàn giáo xứ và đặc biệt cộng đoàn phục vụ hôm nay có mặt ở đây đã diễn tả và chúng tôi tham dự vào cái giây phút của đức tin, của tình thương yêu, những giây phút hết sức là quý giá, vừa linh thiêng vừa tình nghĩa. Cái này là nhờ cái đức tin của mọi anh chị em giáo hữu mà trải qua những giây phút khó khăn của cuộc sống vật chất hàng ngày đã cùng nhau vì tình nhờ tình yêu của Chúa bắt thành với nhau, cho nên chúng ta từ những người chẳng quen biết nhau bây giờ trở thành một cộng đoàn giáo xứ, anh chị em, ông bà cha mẹ biết nhau, và điều đó là nhờ cơ ơn này của Chúa. Cho nên tôi xin được nhân cái dịp này và cảm ơn thay mặt cho chính cho mình và cùng luôn tổng đại diện cảm ơn tất cả giáo xứ, đặc biệt cha chánh xứ đương nhiệm cũng như quý cha chánh xứ cũng như cha bảo cái gì đó quản nhiệm tiền nhiệm và các ban hành giáo của các kỳ trước, nhất là ban hành giáo đương nhiệm và tất cả mọi viên lại chị em. Và cũng trong cái tình thương yêu này, tôi xin được chuyển đến tất cả cộng đoàn giáo xứ lời chào thăm hết sức thương yêu của Đức Cha chính đạo mình của chúng ta. Ông chánh trường nói rất hay và đã cảm ơn cha chánh xứ rồi. Tôi cũng muốn mời tất cả chúng ta diễn tả cái lời cảm ơn của chúng ta không phải chỉ qua vị đại diện của chúng ta, mà tất cả chúng ta có mặt ở đây và thay mặt cho những chị em vắng mặt, chúng ta cảm ơn cha chánh xứ, các gì những ai cộng tác với cha chánh xứ, ban hành giáo, mà hãy ban hành giáo bao giờ tôi cũng thêm ý tưởng hết, mà các ông cảm ơn các bà của các ông, đấy là các bà thì cảm ơn các ông các bà. Bởi vì trong gia đình công giáo ấy, không còn một người nào nữa mà một người nào cả gia đình tham dự vào. Vì vậy chúng ta cùng nhau cảm ơn các ngài bằng một tràng pháo tay thật rộng. Tôi muốn có đôi lời với các em, 38 con em của chúng ta này được lãnh Chúa lần đầu tiên vào trong lòng mình, chịu lễ lần đầu. Các con, nhiều chúc các con đã có nhiều các anh chị đã chịu lễ lần đầu ở trong ngôi nhà thờ này. Hôm nay đến là chúng con, nhưng mà có một điểm đặc biệt là chúng con hôm nay được lãnh Chúa lần đầu tiên, chịu lễ lần đầu trong năm giáo xứ mừng Ngân Khánh thành lập giáo xứ, kỷ niệm 25 năm cuộc hành trình đức tin của giáo xứ và hành trình hiệp nhất thương yêu nhau. Vì vậy hôm nay á, chúng con có 3 điểm mà cha muốn nhắc chúng con. Thứ nhất, gắn bó với giáo xứ của chúng con nha. Sau chúng con lớn lên đi đâu ấy cũng nhớ đến giáo xứ Lệ Hà này. Bởi vì chúng con nhớ là chúng con được lãnh Chúa lần đầu tiên trong dịp lễ mừng Ngân Khánh thành lập giáo xứ của giáo xứ chúng con. Điểm thứ hai, đó là chúng con cùng vì gắn bó với giáo xứ của chúng con, cho nên sống trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa và công tác với giáo xứ của chúng con trong suốt hành trình sống đức tin hôm nay cũng như ngày mai. Điểm thứ ba, cha muốn nhắc chúng con hôm nay chúng con được lãnh Chúa vào lòng. Dĩ nhiên có cha chánh xứ, có các gì, có ban hành giáo, tất cả giáo xứ đã giúp đỡ chúng con, nhưng mà những người đầu tiên dạy cho chúng con biết Chúa, yêu mến Chúa, Đức Mẹ là cha mẹ của chúng con. Đức tin của chúng con được truyền đạt từ
cha mẹ chúng con, cha mẹ chúng con đã lãnh nhận từ ông bà của chúng con, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho nên hôm nay chúng con được hạnh phúc đón nhận Chúa vào lòng chúng con, thì chúng con phải cảm tạ cha mẹ của chúng con đã giúp chúng con ngay từ những đời, cuộc đời, những ngày đầu đời của chúng con. Rồi sau đó các cha xứ, các dì, các anh chị giáo lý viên và quý chức tất cả mọi người trong cha xứ này đã giúp đỡ chúng con. Vậy chúng con sống trong lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, đối với giáo xứ của chúng con. Và niềm vui hôm nay của chúng con được mọi người tham dự, và cha muốn đến nói lên niềm vui của cha, và cũng xin Đức Mẹ đồng hành với chúng con trong suốt hành trình đức tin này. Cha muốn cả chúng con mỗi người một mỗi chẳng hạn để xin Đức Mẹ cầu bầu dẫn đường cho chúng con, và chúng con cầu xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng con trong suốt cuộc hành trình của đời chúng con. Chúng con trân trọng kính mời.